Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay thì trời ở đây rất là lạnh. Sáng là ở đây có sương mù rồi. Bữa nay thì cô Hạnh với lại mấy chị rồi Hội nữa ở đây nói là lên núi để đi xúc. Mà mình ở dưới vùng đồng bằng của mình thì mình đi xúc là mình biết có cái con cá con tép gì rồi, nhưng mà ở trên núi này thì mình chưa đi lần nào, mình chưa có biết, cho nên là bữa nay mình xin cô Hạnh mình đi theo cô Hạnh coi thử cây lên núi xúc có cái gì ngang. Mời các bạn cùng đi với mình. Cái nón kia của mình nó bị dơ rồi, cái nón này thì của con dân con của dì Mười, con Vân, con gái của dì Mười á. Nó đội thì ở nhà vẫn còn đội được, cho nên là dì Mười đưa cho mình đội luôn. Mình đội để dì Mười nhìn mình đỡ nhớ con dân. Đội lên vậy cho nó ấm mỏi á. Nón kia của mình bị dơ rồi. Cái này á là bánh bột lọc đó. Ở trong đây có nước mắm luôn. Mình chưa ăn thì mà lần nào hết. Hồi nãy mình mua là 5.000 đồng một cái bịch gì. Hai bịch là 10.000. Sáng nay thì mình với tiền á. Cái này của cô Nguyên, con đừng có nhìn, con đừng có dò. Ăn đỡ. Sáng giờ mình với tiền chưa ăn gì hết. Ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết mà chuẩn bị bỏ bụng nặng lên núi mới nổi chứ không hồi xỉu luôn trên núi. Sáng con ăn gì chưa cả Hằng? Chưa ăn hả? Mình ăn đỡ để hơi lên núi hồi đi không nổi. Mời các bạn. Bánh này bánh gì vậy chú? Bánh bột lọc. Bánh tai bèo. Dạ. Mà sao có bánh này nữa? Sao có bánh bánh bèo. Bánh kèm theo rồi. Bánh kèm theo. Ở trong đây thì có con quốc. Mẹ không có cơm. Nó ăn cơm chưa? Dạ mấy. Tôi tự do ăn bánh rồi hả? Để mới đút hai đứa này nè. Hai chị em. Nhúc mắm đổ cho mình cho mày. Ủa bà đó là của 300 chị hả? Ba 300 chị. Ủa sao cái mùi vậy? Cái mùi phân vậy? Ê, cái con bò nó cái chân bị què hả chị? Ôi tự nhiên. Rồi bánh ăn nè. Ở trong đây không có gì hết. Có bột không à? Có cái con guốc rồi. Cái đậu xanh nữa. Đậu xanh đó. Ăn cho nó đỡ đói. Ăn cho nó đỡ đói. Con chơi gì đó? Chơi bánh hàng. Chơi con chơi bán hàng hả? Con chơi sao đâu, con chơi cho cô Khánh coi cái rồi. Con chơi bán hàng con đi. Con chơi bán hàng con làm đồ ăn đó. Bán hàng làm đồ ăn á hả? Ừ. Con bán cho con chén đi. Bán cho con chén đi con. Nãy giờ cô Khánh thấy là con ngồi đây con chơi nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Con thấy cái lá gì đó? Đây là cái lá kia. Lá kia hả? Hằng đang xách cái gỗ của dì Én. Xíu nữa mình đi bắt ốc ha. Cả Hằng. Dạ. Con đi với dì Én. Con đi với dì Én ha. Con có thương dì Én không? Thương. Tại sao cái đầu con tọc lóc vậy? Có phải con tự lấy kéo con cắt cái đầu con không? Không phải. Chứ ai lấy kéo cắt đầu con? Bố con á. Bố con á hả? Dạ. Bố con cắt tóc cái con á. Bố con
cho con đi ăn hai hai chục cả con ở nhà. Dạ. Nó cắt mà nó nói ba nó cắt hay gì? Dạ, vậy là nó cắt xấu quá. Nó cắt sát cái đầu nó rồi ba nó dẫn nó đi cắt luôn. Tội nghiệp con bé này ghê á. Con Trúc nè. Con chơi có mình vậy hả Trúc? Cái này là cái gỗ súc hả chị? Ủa còn cái này là cái gì nè? Cho nó lạ vậy chị? Đừng cá, đừng ốc đó. Đừng cá, đừng ốc. Cái này đừng cá, đừng ốc không? À, cái này đừng cắt nho à, cái này đừng nó không có bị. Nó không có nhảy ra ngoài, đừng. Nó không nhảy ra ngoài. Mà nhìn cũng giống giống như cái gùi ha. Chị tháo cái dê rồi chị cuốn là lương. Tháo dây cuốn là lưng hả? Làm sao? Chị cứ bắt được cá rồi chị bỏ trong đó. Cảm ơi cảm. Vậy, vậy là phải vậy không đúng giống như ông em vậy hả chị? Chốt chị cứ xúc đi thì kể thằng em quậy cho. Là Yến đi xúc rồi điệu theo con ảnh luôn. Dạ. Phải không em bé mắt tròn ghê à, này đi luôn đi luôn. Con ảnh lúc nào nó cũng cười hết trơn ha. Vui ghê á, cười mà nó cỡ. Nó biết nó cỡ. Sa banh là ăn bánh đó phải không con? Sa banh là ăn bánh phải không con? Đúng không? Dạ. Chắc là mai mình đi xuống khoảng một tiếng nhỉ? Dạ. Thưa lấy cái điện thoại để bấm số này. Để có một tiếng ít vậy chú? Tùy thôi. Đây chú mà, chú ở dưới rồi mình ở dưới một tiếng rồi mình về hả chú? Ý là chú nói vậy nhưng mà dạ. Mình ở hả Tỳ thì hả có gì thì mình ở lâu lâu chơi chút. Điện cho chú nói chuyện không? Đây là số điện thoại của một người quen của chú ở dưới cái làng Cờ Ho Tông. Đây là hàng làng Cờ Ho Ngoại. Còn làng Cờ Ho Tông cái nữa. Chú nói là ở dưới rất là khó khăn. Thì ngày hôm qua đó hai mình có biết một cái anh kia rồi ảnh nhờ mình á phát quà này nè cho những người khó khăn thì chiều nay á là mình sẽ phát một phần ở trong làng ở đây thì ngày mai mình đem sẽ đem xuống cái làng ở dưới để mình đi phát một lần nữa cho hết luôn. Rồi. Đi, anh lên đến phải phải coli. Ủa, cái lại phiên dịch lại đây phiên dịch. Phiên dịch đi. Ê. Đi bị giờ bro ya. Rồi chứ nó được không? Mà có cái con món đó của con món luôn. Đây mọi người đã chuẩn bị gỡ thức rồi đồ đựng xong xuôi rồi. Đi. Ờ. Đi mà hết số vốn đi làm tôi hiểu vô. Đi luôn chứ. Đi hết. Đâu có người ta. Cái làm. Đi đi đi. Bà bầu cũng đi xuống luôn. Lấy vô. Có con nào đi theo chị không? Con Hi nè. Con Hi đi theo hả? Còn Hà ở nhà hả? Hân. Hân với Hà ở nhà. Ai giữ? Ba nó giữ. Ba nó giữ. Bữa nay ba không phải làm hả chị? Vậy hả? Hết việc rồi. Hết việc rồi hả? Đây em có việc cho ba nó làm đây. Chiều nay đi với em qua bên kia đặng coi thử cho ba nó coi cái đặng xây cái hồ đựng nước. Hả chú có ấy chú làm được không con? Dạ chú với anh ấy làm xây cái hồ đựng nước cho người ta. Dạ bởi vì chồng của chị hết với lại chú qua bển luôn với con ăn cho dễ đi khảo đi coi tước rồi tính sao mẹ con tay cái tôi lỗ sợ được là con
Chú ơi, ổng nói sao hả chú? Ông nói được, ông nói được không chú? Được. Được. Con có bà sợ. Bà sợ chứ là mấy đứa con tôi cháu. Bữa nay hả? Không, ngày mai. Ngày mai hả? Con còn nghe chú cảm ơn nữa kìa. Anh ngại à? Ừ. Chú nói anh ngại hả? Ngại. Ngày mai. Chiều hai đi làm sao? Dạ, chị đi về lại hả? Dạ. Cái chuyện gì vậy? Làm hồ nước á. Cái chuyện làm hồ nước thì chiều nay xong công chuyện mình đây, gửi qua bên nhà cô Hồng á, chỗ cô Hồng á chú. Dạ, mình qua đó đó. Gì gì vậy? Cô mặc quần vô hả vô? Cô bận thêm quần đi vô. Cô mặc quần vô hả vô? Bận thép nữa. Dạ, mình... Anh bắt cái áo mẹ đi bánh đỏ. Hàng con đi theo ngoại không? Hàng con đi theo ngoại không? Con mà đi chắc bà ngoại bà khỏi sốt luôn coi. Ông đi. Dạ. Thôi con đi theo bà ngoại, không có được đâu, bà ngoại khỏi sốt luôn á. Bữa hổm con dặn cô mua đây ủng mới thì cô mua chưa? Ngày hôm qua cô đi hái cà phê hai cái tay cô đau lắm hả? Dạ. Ngày hôm qua thì cô Hạnh đi hái cà phê, rồi cô Hạnh nói á, là cái cây cà phê của người ta là cái giống cũ, cái giống cây cà phê cũ chưa có phải là giống ghép, chưa phải là giống mới, cho nên là khi mà mình lấy cái ngón tay mình lật cái trái cà phê á, thì nó rất là dai, nó dai như là cà phê mít vậy hả con? Dai như cái trái cà phê mít vậy hả? Ừ, dai như cái đó. Dạ, bởi vậy là hái vừa lâu mà vừa nhức tay, mỏi tay dữ lắm. À, mình hái một hai trái thì không có sao, nhưng mà mình hái nguyên một ngày á là nó mệt lắm. Cô mang ổn vô hả? Mình lội xuống hầu ha, mình đi xuống ở dưới hầu hay xuống kia xuống suối vậy con? Dạ. Đây là cả hội. Cả hội chuẩn bị đi xuống luôn. Ôi cưng không có mang ổn hả hội? Hồi nãy mẹ mượn rồi đó. Dạ hả? Cái này cũng được, nó đâu có ấy rồi. Mẹ sao không... Chị thấy làm như cưng ít có mang ủng, chị thấy cưng mang cái này. Tâm mang cái kia nóng. Nóng hả? Dạ. Ấm chứ nóng gì? Chị thấy mang cái kia ấm chân. Nhưng mà hôm bữa đi cái mang đó. Ờ. Nóng, không chịu nổi luôn. Dạ hả? Dạ. Mấy kia đi chưa? Chưa, đang chờ chị Yểm chị Thi nữa là xong. Cưng có gỗ xúc đâu không? Hôm nay mẹ mượn cho cổ. Đi đâu? Con bệnh mà sao đi xúc được? Con bệnh mà. Không, con đang bệnh phải không? Hồi nãy mới nói, hồi nãy cô Tiền mới vô cái con nói cô Tiền con bệnh đi vậy mà sao con lại đi? Sao đi được? Đi sao? Gì qua này? Tiền cả Tiền. Tiền á, cả Hằng chị Hảo hôm nay có thêm con nữa là cách trù. Tiền á cũng đòi theo đi đi sốt luôn. Rồi con Hằng á cũng đòi theo đi sốt luôn. Đi rồi đi, đi không chịu ở nhà. Hai đứa đòi theo đi nhưng mà hai đứa này đi là cô Hạnh khỏi cần sốt. Ai? Thi cũng đòi theo luôn hả? Con biết sốt, con biết sốt không mà con đòi theo? Không biết sốt đâu, đi chơi. Thôi. Đi theo giọt nước á. Đi theo giọt nước hả con? Con sưng mắt luôn hả? Đòi đi theo à? Con xin mẹ đi, con xin mẹ đi. Mai gì? Mai in lọ mai. Mai in lọ mai. Nội đang sửa chiếc xe rồi, đang chuẩn bị đi xúc. Sao cưng mượn chú sửa đi, cưng biết sửa không? Lấy bánh tiêu, bánh bò, bún xào, bánh bột lọc được ngon lắm. Chú này chú chiên chở bánh với chở thịt heo cho làng bán hả chú? À, bán quen rồi. Dạ. Chú bán này được bao lâu rồi? À, mấy năm à, 6-7 năm. Dạ. Chú là người kinh luôn hả?
Người bao nhiêu? Người đại gia đó. Người đại gia. Người đại gia. Người đại gia và bác Hoàng. Chú là người Bình Lương. Bình Phật. Sáng ăn cơm có một xíu rồi sao đói. Thì bán ăn đi bán thôi. Thích thì bán rồi á. Thích thì bán thì đi, còn không thích thì thôi hả chú? Rồi chị thấy vậy em chuẩn bị xong rồi kìa. 5.000 bịch nè, có bánh bò, bánh nước dừa không? Bánh tôi sao không biết được đùa rồi. À, bánh này bao nhiêu đây? Hả? Bánh này bao nhiêu? Bánh này 5.000 bánh dừa ngon lắm, bánh bao chỉ. Bánh chỉ ngon lắm, dừa sợi ở trong. Chị hết là chị hết ăn hàng nhiều nhất ở tông xa tông làng luôn á. Mời chị ăn cho em bé mà. Em bé đâu có được ăn. Chú đi tới chú bán cá diêu hồng rồi luôn hả? Cá diêu hồng. Thấy một bịch cá cái ở dưới con thì kêu bằng điêu hồng. Điêu hồng đây, diêu hồng. Ở trên đây là kêu bằng diêu hồng. Diêu hồng nó nói ra bả lòng. Dạ. Có lụp chứ không? Diêu hồng và diêu hồng. Dạ. Nơi phát lồm thì lồm. Cái bọc lấy đi. Chú có bán bánh này là bánh tiêu. Bánh tiêu. Bánh bò. Ô đủ loại hết. Đủ rồi. Hồi nãy thì con ăn rồi cho nên giờ con không ăn nữa. À. Đang bịch thôi. Mang đi xuống đó rồi chụp góc xong. Dạ. Rồi bánh bao. Mẹ ăn không mà mú nè. Chú thì bữa nay chú ở nhà. Chú không có đi. Chỉ có mấy chị em với lại cô Hạnh với mình với Tiền đi thôi. Rồi đánh bánh dừa sợi 5.000 con. 6.000 lên 5.000. Bánh này không ngon hơn nè. Bánh nào? Ờ, 5.000 bánh. Bánh bò. Bò chấm nước dừa. Biếu em nha. Biếu em cho anh cái gì? Anh biếu hết. Nói bậy rồi, tao quay vô đó là nói bậy luôn rồi. Tao cười chết luôn á. Anh biếu em vậy nhá. Mới quay luôn. Nó quay ra tối cái tối em cho là chết cha chồng nó nghe được nó quýnh cho chết luôn. Chồng em mà quen rồi. Quen chưa? Sao đây cà phê lui nè, cho ra đây ra nè, để đi xúc cá này. Xúc cá xúc ốc nè. Xúc cá xúc ốc. Con cót nè. Bố mình chỉ mua mà nhiều người mua luôn á. Đợ nhở. Bố mình chỉ mua bán trước mà đầy người mua luôn á. Ai cũng mua kìa. Chị cái này cũng kêu bằng cái gùi luôn hả? Gùi. Còn cái hồi nãy mà đi xúc ốc kêu bằng cái gùi luôn không? Cái nào? Cái nhỏ nhỏ á, dài dài á. À, không phải, có cái gốc phải kêu bằng cái gùi, cái đó kêu là kêu cái gì? Hỏi chú biết, chú chị không biết tên tiếng gì chứ. Nha, chú cái mà nhỏ nhỏ để đựng con cá á. Cái đó kêu bằng cái gì? Chứ kriak để bố ăn được. Đó là cái sọt á, sọt đựng cá. Sọt đựng cá. Ừ. Biết gì người ta gọi là cái kriak. Thôi con trao rồi, ta là sọt đường rõ rồi. Mà cái tiếng của chú kia bằng cái đó là cái gì chú? Trọ. 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 Ôi, trọ cái sao? Nhiết. Kren, ta cho là nhiết rồi, ta nhiết kren. Ai lói tệ thì lói dường. Lói tệ lồng kèo. Lót được chưa? Lót là đi. Lót được chưa cơ? Lót xe là đi xe. Đó là cái trò ai trò. Cái này là gì cơ? Trò. Bên chị người ta gọi là kren. Cái rọ phải không? Cái rọ nhưng mà cái rọ nhưng mà cái củ cơ kêu bằng cái tà rọ. Ừ. Cái tà rọ. Đừng. Chị kêu là crep. Củ chị là cái crep, crep. Ở đây là tà rọ. Mình phải lội xuống suối, Tiền cũng phải chạy xe xuống suối luôn. Lên đây có Khánh ảnh nè. Thôi, sao rồi? Vui không? Dạ. Anh đi. Rồi có Khánh ảnh nè, đứng em có Khánh ảnh đây ướt cái quần, đứng em. Đá không à? Dạ. Ở dưới này á. Đá không. Rồi lấy cô Tiền đi con. Rồi lấy cô Tiền. Đi lại lên xe.
leo lên xe. Chờ đợi gì nữa con? Trời của cô tên đỉnh núi đó phải không cô? Ừ. Dạ. Vậy là cái đường này mình cũng đi lên núi được luôn hả cô? Được. Dạ. Vậy là lên đỉnh núi này có mấy đường lận? Có nhiều đường, cái đường này thôi đâu. Cả ba này đó đi con đó. Dạ. Trời ơi, ô cái thằng đi theo luôn hả con? Ôi ơi, sướng sướng quá. Ê kìa, còn kia nữa kìa. Ờ, Karim, rồi Kara. Rồi cả ảnh đó nè. Được đi xúc ốc luôn. Mình đi tới đây mình cũng thấy bông giả quỳ nữa. Mấy chị nói là sốt ở chỗ này. Rừng á. Cái gì tâm gừng vậy? Chị nói là con nồng nọc. Ở đây không có. Phải thông gừng mới có hả? Con nó ăn có béo không? Béo chứ. Cầm này khá rong ca mò. Cái gì? Cái gì chị? Ừ không biết. Ui mẹ cả tuổi nè. Nó nhảy tửng tửng luôn kìa. Rồi. Ừ, hỏi cái rong là mình chưa xin cá tuổi cái gì nè. Nè, ai xin có đập được. Cá ảnh, cá ảnh. Cá ảnh lúc nào cũng bỏ cái bánh vô miệng nè. Cá mà cá tộc bằng như thầy. Thực kể là con chút thả cá. Thế là em bên dù rồi. Gì hết sốt cái gì á? Bắt con ốc hả? Cara. Ủa?